này. Là phải ra 12. Ba được không? Ba được không? Không giống 13 là phải ra 13. Con gọi cho bà đi mẹ thấy được. Sao biết ra? Quay đầu lại là ra cô. Con đường mà Hoàng. Con đi trước đi rồi con gọi. Đúng lại đó. Thì giống như là mình nghe giống có một người trên dĩ dưới đó. Tiếng nhíp gió hả? Dạ. Thì người khách người ta phương sao mới tới, người ta tới lần đầu thì người ta nghe người ta rất là sợ. Cái trong hang ngày đó đó là nó rất là khó đi. Cái loài mà cùng lù này là chuyên tấn công gây hại cho người địa phương, có thể nói là dẫn đến mất mạng ăn thịt người nữa. Thì cái đời sống của người Khmer ở đây ngày xưa rất là khó khăn. Dán đầu là cô với chị Tư. Chị Ba. Món bữa rồi. Thiệt đậu vậy. Em có áo khoác à. Rong biển. Bánh xèo. Rồi cái bữa. Nướng ngào. Nướng cá. Nướng bạc với bạc. Ô ô đồ chơi. Nó có bơ lô cái gì nè, bỏ vô xà lưng nè, đỡ khách đi. Ô đồ chơi quá trời đồ chơi luôn. Ra bãi ra ngoài ngày tắm. Bây giờ ta sẽ thu phí một người đi vào đó là 10.000. Nhưng trong cái quá trình đi á, là hồi trước thì có người địa phương người ta theo người ta dẫn, người ta giải trình về những cái thạch nhũ. Nhưng hiện nay thì không có, ở đây là hôm nay chúng ta có muốn đi là tự khám phá thôi, chứ chúng ta không có cái người hướng dẫn. Ok đúng rồi. Dạ dạ. Ở đây người ta hỗ trợ cho mình hai cái điều. Ở đây thì có thêm cái lịch trình thứ hai là đi thuyền tham quan về họ gọi là khu du lịch như là Chiến Tiên, Hồng Phụ Tử. Nhưng mà hôm nay thì do là cái bến thuyền của mình đang xây dựng lại phía bên Chiến Tiên đó, thành ra là mình chưa có đi được. Dạ, bây giờ tới đây giờ hiện giờ chỉ còn cái động Kim Tương thôi. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ. Ủa, bay nổi hả? Anh Tám, chị Bảy này, ta đang chuẩn bị bay mà. Ai nữa lại đây đứng mát lắm. Anh Tám, anh Đậu, gì bay cho bay gì cho mát hàng xóm anh sao? Anh Tám đang bả thả lại cam. Cô sợ. Cô chạy đâu? Con chim nó có cánh rồi cô chạy đâu? Cô tính đi lại cô gặp gặp lại cam cô lui rồi. Tỉnh phái, tỉnh phái rồi. Mát mát. Anh Tám đậu bay đó đi tỉnh phái lắm. Này quạt tự nhiên gió trời. Cây cam đây. Mình có vô hang không chị? Đi mình đi. Chị Ba không đi hả? Con tính là biết không đi á. Thôi con để nó ngoài này đi. Chị Ba nó không cần thở cho khỏe chị Ba. Chắc này nắng đâu mà chị đeo khẩu trang. Rồi ai có lợi lợi nha. Mình chuẩn bị vô hang Kim Cương nha quý vị. Xong chưa? Đi. Rồi vậy hai người để kiếm cái đi. Người để được nha.
Rồi xong chưa? Rồi anh chị mình vui lòng cho em kiểm tra số lượng người, đặng một chút xíu vô đi ra cho đủ số người em mới mở cửa, em mới cho ra. Trời, ai đi bước qua đây? Trời, ai đi qua đây? Ai vô bước qua đây? Ai không đi là bước qua anh kia. Anh Tám vô không? 15 người phải không? 15 chỉ là còn 12. Vô 12 là phải ra 12. 13 được không? 13 được không? Vô 13 là phải ra 13. Không được, ở đâu kiếm ra 13. Rủi mấy bà bầu vô chồng mà bả đẻ mà ra 13 đó. Bây giờ cái đó là em bé mình không tính. Rồi rồi đi không? Rồi đi đi, mình đi sát chân nhau nha. Ông chú hướng dẫn việc là thấy vui rồi đó nha. Không có, mình nói cho anh nó ra bà bầu có đẻ mà ông đó bỏ nhỏ lại. Dùng là, ở đây á, thì cái ban mà hướng dẫn thì đó đã tặng. Điện ơi, buộc dậy lại Điện ơi, đi hồi sao téo. Tự vô khám phá. Dạ. Có đèn đèn đi đâu? Dạ. Đây đây đây, anh chỉ một cái là vô cái đơn giản, đi theo. Buộc dậy đi Điện ơi. Hả, sao lấy đôi dép lào được rồi. Vì để con người không được. Người ta hướng dẫn mình đó, thì cũng phải bồi dưỡng người ta chút đỉnh để người ta sống. Bây giờ ra sao nó đi học thêm một số kinh nghiệm nữa. Hơi khó đi. Thôi đi tự do đi. Dạ, cứ gì đi tự do đi. Ừ. Thôi đi tự do biết đường ra không? Chắc cũng dễ. Dễ thôi. Một cái đèn pin đi trước, một cái đèn pin đi sau. Rồi, tính đèo đường, đầu giảng đạo đi tính. Rồi vút sức đi theo. Rồi cô đi tán. Phải qua đổi dép kia vào đi cho dễ. Đó, bây giờ mình đi vô. Thôi tôi tính không đi. Cái này nó rất là nhỏ nhưng mà nó qua cái nhỏ cầm đôi dép đi luôn. Nó chỉ có một cái hẻm nhỏ này thôi. Vô vô chổng gồ ghề dữ đi xa lắm không chú? Không, trong chổng là có bậc thang đi. Gỡ gỡ cho bà đi tính ơi. Không chỉ có tí đó thôi là qua là tới cái con gọi à gọi dưới chân á. À từng người. Nó con tí đó thôi. Là do chổng là nó bùng minh nó rộng minh mong lắm. Ở ngoài con đây tới cái cuối hang là bao nhiêu mét vậy chú? Thôi chị đi chừng nào chị đi hết đường chứ ra thôi. Vậy hả? Ờ. Con đường một phải không? Có ngã ba ngã bốn gì không? Rồi con đi tới đi con dẫn đầu đi tính. Đó qua cái này là chổng nó rộng. Từ từ đi, gọi cho bà đi kìa con. Con gọi cho bà đi đi mẹ thấy được. Sao biết ra? Quay đầu lại là ra cô. Có đường một hả? Có đường một hả? Con đi trước đi rồi con gọi. Đừng vàng kim cương cô. Đêm này đủ rồi. Túi mình đủ xài. Em có túi nha. Đừng đầy kim cương nhiêu đó là được ha cô ha. Gọi dưới chân đó con, đừng gọi anh mà. Chiếu Hòa Quang rồi, chiếu Hòa Quang rồi. Kim cương. Không cả. Chiếu thiệt. Cái hộp rất là lụm nha. Mày lụm bóng đèn á. Con gọi dưới chân con đừng gọi lên trên. À đúng rồi. Gọi gì trước mới thấy đường. Con gọi đó thì con đừng thèm dòm người ta đi. Con dòm cái này đẹp nè. Con không đi trước mà chẳng được. Dạ, tại có kim cương đẹp tính nè. Trời ơi, nó chiếu Hòa Quang kìa. Chiếu Hòa Quang thiệt nha quý vị. Giống như kim tuyến vậy đó. Ở đây chơi nha, coi chừng nha. Dạ. Chắc xịt kim tuyến. Coi chừng cái đầu, coi chừng cái đầu nha. Khúc này nó... Trời ơi, con này cũng đá nè. Trời ơi. Chiếu Hòa Quang. Con gọi đi con, gọi đừng đi cho bà thấy không? Mình đi theo đường mòn là ok. Hết đường đi hả? Rồi giờ mình đi lộn lộn đường. Mình quay lại. Thì mình đi đường nào mà có cái cầu là mình trở về. Ở đây mát quá cô ơi. Quá trời mát luôn. Chị Tư đại túi rồi cô ơi.
Người nào đi không nổi là đầy tư. Ủa? Ủa sao trong đây có gì? Đã không, mình đi cuối đường thôi coi. Cãi nó đi vô, mình đi chưa cuối đường. Không có gì chứ, đây là biển đá vũ. Đi, gọi tích, con cầm đường đèn. Có nè, có đường đi nè. Ở đây, ở cuối đường nè, ở đây có. Có cái lỗ. Hết kim cương rồi cô ơi. Có cái lỗ ở trong chung. Ở đây còn đường đi không? À, cô ơi, Thành, kim cương đó có kim cương kìa. Đẹp phải không? Chiếu hào quang. Ừ, trời ơi, cái này chắc là chắc là chị Tư chắc có mạt hay vậy. Mà chiếu nè. Trời ơi. Nó chiếu hào quang nè quý vị. Này giờ là gãi kim tiếng. Chiếu hào quang nên sao? Nhưng mà sao lụm nó dính liền, sao lụm bên sao? Để cho sao con mượn cái muỗng đi. Lụm không được, nó cứ ngắt à. Cái này chỗ này là đường chảy nước xuống nè, ha. Nước nè. Tự nhiên nó đường chảy, tưởng đường chảy ăn. Nước nó chảy xuống à. Cái lỗ mà. Cái này là nước mặn, nước mặn chảy xuống nè, nó mới ra là giống như là muối mà. Muối gì đó. Ha. Cái này là hướng dẫn viên nè. Cái này thành nhũ nè Út, nó gãy ngang rồi nè. Thấy không? À. Nó gãy ngang. Cái gì đâu có đó hay đâu có gì chứ. Sâu quá sao sâu. Ồ, cuối đường rồi. Mau quá, đi chút xíu hết đường đi anh sao ơi. Là chế độ khác. Nè, tao có ghi nè. Chiều ngang lại ghi. Cái này trường trường ở đây như bóng. Nha, đừng có. Đừng có. Đó, đừng. Cùng đường có bao nhiêu à? Có cái hẻm nhỏ chiếu không thiệt. Gọi cái mày có chiếu không? Ờ chiếu thiệt nè. Ờ mình đảo chở ra. Này đi xứng đôi lắm nè. Bây giờ em đu mi được nè. Ủa nãy nó có chừng đụng đầu cuối cùng mi đụng hả? Đi từ từ. Hộ kim cương, kim cương. Chị Tư đi ra rồi. Ồ ở đây có kim cương nè. Đó. đi cái động này dữ dằn không? Đồng 15 người đi 12 người à quý vị, còn 3 người mệt không có đi vô. Mỏi chân. Đây. Động kim cương vậy đó quý vị. Vậy là sắp hết đường. Nhanh lắm. Ở sao mình nè quý vị. Đó. Rồi bây giờ mình đi tới ha. Ở đây có cái đá nghiêng quá ha. Có cái đường này hơi khó đi chút xíu thôi. Ngoài ra nó dễ đi không à. Chị Bảy gì đi bỏ dép luôn rồi. Cái khúc này quá trọng. My cầm xuống nha My. Mi nó cao cũng khổ mà. Chừng đầu nghe con. Đi ra. Chị Bảy ơi kêu Mi coi chừng đụng đầu cô đụng. Đi ra.
Chị Bảy, em dặn My ơi, con cao coi chừng đụng đầu nha My. Mà mình lùng mình cũng bị đụng đầu ba cái. Mệt quá. Lợi xíu xúc mồ hôi à. Em biết mà, em biết đi nhiều mang chất chệt. Đi cao gót là không đi nổi. Xúc mồ hôi. Họ ổng ra đưa. Không chịu đi, chứ không phải là không được đi. Không được đi là khác, mà không chịu đi là khác. Cô cảm giác sao cô? Đi hang sao? Cô cho đi đầu đầu đòn không nha. Cô cho bà khỏe lắm đi. Đi đây là đi chưa đã nữa, vậy là cô mới đi chưa đã chứ gì. Cái ngựa lớn của cô là khỏe. Nhíu qua hốt. Cô đi trước hay cô đi sao? Cô đi sao? Cô làm sao đi tới chị bỏ vô cái hết chiếu luôn hả? Hốt rồi mấy đứa đi sao có không? Có chiếu gì đâu hả? Hàng chi đi không thấy chiếu gì trơn. Tao về là tao giàu cho giống như xịt vô đi bán mà học câu à, bán kim cương bán ảo nào. Không biết chỗ ăn. Không có để đâu, nó hốt sẽ báo hết rồi. Khi mà thủy triều nó cạn xuống vào thời điểm trước á, thì cái cửa hang nó sẽ không ra ngoài mặt biển luôn. Thì do là cái luồng gió nó đi vào, thì mình nghe một cái âm thanh khi cái hang mà nó như là nó kín lại đó, thì giống như là mình nghe giống như có một người ghen dĩ dưới đó. Tiếng gió hả? Dạ dạ. Thì người khách người ta phương xa mới tới, ta tới lần đầu thì người ta nghe người ta rất là sợ. Thì trong hang ngày đó đó là nó rất là khó đi. Thì khi mà du khách mà người ta cũng như là hoảng loạn rồi nghe cái tiếng kia ghen khóc đó, thì họ nói là có ma quỷ họ tháo mà chạy, thì da chạm với đá rồi kia đôi khi là bị chày bể đầu đó, là xước tay á. Định ra cái hang thời điểm đó là cấm lại một thời gian thật là dài. Rồi cái người địa phương tiếp theo đó thì người ta cũng sợ nguy hiểm, người ta mới dùng đá, người ta gom đá người ta nắp lại luôn. À, cái phía du lịch ban quản lý của mình ở đây á, thì họ nói là khi mà hoàn thiện cái bãi biển rồi thì họ sẽ cho cái đội thi công vào đó để mà khai thác lại, trả lại cái sự tự nhiên của cái hang ngày xưa. Thì giờ sau này đến thuyền rồi hoạt động rồi lại hết thì nghĩ là ở đây cũng đẹp lắm. Cô chú có thể đi thuyền một vòng, thì như là cái giá nó có 25.000 thôi mà đi chúng ta thời gian cả tiếng nè. Thì nó có cái hang của ông vua Gia Long ở mặt phía sau của cái núi này nè. Thì trong cái hang này là ngày xưa lúc mà Nguyễn Ánh ông thất trận với Nguyễn Huệ đó, thì có đưa cái đoàn quân giống như là chạy ngang cái cửa biển đó để lánh nạn. Mà vô tình thì cái cửa hang này ngày đó là luôn là nằm bị nước biển nó ngập qua luôn. Mà tự nhiên khi mà ông thất trận đi ngang thì cái cửa hang này nó lại mở ra, như mình nói là thủy triều nó cạn gồng xuống. Thì ổng vào bên trong rồi thì nước nó lại lớn lên. Thì khi mà Nguyễn Huệ á tới thì tìm không có thấy, chỉ nhìn là cái vách núi thôi. Nhưng mà vào bên trong còn đặc biệt hơn, trong hang này á hoàn toàn bị nước biển, nước mặn xâm thực hết. Mà trong đó ổng cầu nguyện và tìm thấy cái thành nước ngọt, hiện nay được mang cái địa danh là Yên Tiên. Thì trong đó nó sẽ kết hợp với cái hang tự nhiên và có nhiều cái thạch nhũ đẹp nữa. Nhưng mà hôm nay thì tuyết là tại vì cái giấy phép cũng bến cảng mình chưa có xong, thành ra là tàu thuyền ngồi động nguyên hết, không có hoạt động được. Chứ không những cô chú gia đình phải là ngồi thuyền đi một vòng trước sau mà cô tử hồng ba đó cũng rất là đẹp. Mà tại vì do là cái giấy phép chưa xong thì con cũng có tay không chưa hoạt động được. Thì hiện tại đó, cách đây khoảng 3 tuần vừa rồi có cái đội khảo sát của cái quy tỉnh cư trú, thì em có lấy tiền của mình chở họ ra ngoài đó để mà đo đạc lại. Họ nói là dự án sẽ làm là năm tới bắt đầu khởi công để mà khôi phục lại. Thì cái đó là họ nói thôi, còn cái chuyện mà xác thực để mà chính xác thì em chưa có biết. Chỉ là hồi đó giờ chưa khôi phục hay là nào dạ thôi. Chưa chị. Ngã hòn phụ mà. Thì cô cũng cái hòn ngã này nói cho đúng á, thì nó chỉ mang cũng cảm giác là một cái biểu tượng, một hòn đá đẹp. Chứ theo câu chuyện xảy ra và được người dân họ tính ngưỡng họ đặt lại thì cái hòn ngã này không liên quan. Tại vì gây cái hiểu lầm là do là những khách khi mà đến khu du lịch này thì chúng ta không muốn ngồi thuyền đi qua. Rồi sau đó không có nghe cái người địa phương giải trình về cái quy định gì. Ở đây thì ngó qua chúng ta thấy có hai cái hòn, anh nghĩ là hòn lớn là hòn người cha, hòn nhỏ là người con. Nhưng mà khi chúng ta ngồi thuyền đi qua đó rồi thì phía cạnh phía sau cái hòn lớn còn một hòn nhỏ hơn, thì nó rất là phù hợp cho cái câu chuyện. Thì sẵn đây thì em cũng gửi qua câu chuyện theo cái truyền thuyết của cái người Khmer của mình ở đây.
thì họ nói là cách đây cũng là trên 3 thế kỷ trước vừa rồi, thì trong cái vùng vịnh này á là nó có một cái đàn gọi là thủy quái thường luồn. Thì cái loài mà thường luồn này là chuyên tấn công gây hại cho người địa phương, có thể nói là dẫn đến mất mạng và ăn thịt người nữa. Thì cái đời sống của người Khmer ở đây ngày xưa rất là khổ cực, thì cũng như họ muốn tồn tại thì bắt buộc họ phải làm sao suy nghĩ như thế nào đó tiêu diệt hết cái đàn cá gắn thường luồn này. Thì trong quá trình mà thời gian mà họ để tìm tòi để mà tiêu diệt đó, thì họ không có cách, thì họ mới nghe ngóng là cái đất nước người Sim Thái Lan á là có hai cha con người này là chuyên tiêu diệt cái đàn thường luồn. Thì lúc đó thì họ mới vượt biển đi đến đó để mà cầu nguyện để xin được giúp đỡ. Thì khi đến thì nghe qua câu chuyện hai cha con người này cũng thương họ thì cùng quay về đây để giúp họ để mà tiêu diệt cái đàn thường luồn. Thì trong quá trình khi đến đây thì hai cha con người này chế biến cái độc, mà không may hai cho con người này bị trúng độc. Thì trúng độc, nếu mà để nó đúng ra thì nếu mà họ trúng độc mà để mà quay về bên kia để điều trị á thì họ không chết, nhưng do cái sự nhiệt tình thì trong quá trình mà trúng độc thì hai cho con người này cũng cố gắng để tiêu diệt hết cái đàn cá này. Sau khi đó cho con người này đã chết trên tại cái hòn đá đó. Thì cái người địa phương ở đây á, cái mong muốn của họ là trả ơn cho cha con người này là bằng cái vật chất, chứ không phải là đặt cái tên quái hòn, nhưng mà cha con đã chết như vậy rồi thì họ thấy là hai cái hòn đá đó là giống như hai người, cũng như là biểu tượng, thì họ mới cho cái địa danh cái tên là hòn. Thì sống thì cũng không nhiều, nhưng mà do cái hòn đá thì trên 1500 tấn mà đổ thì nó gây cái tiếng động rất là lớn, một cái âm xuống vậy. Thì đang ngủ mà giờ ngủ ngon lắm mà còn phải giật mình thì nó đổ rất là lớn. Cảm ơn chị mọi người. Cái hòn này á, trước khi chưa đổ á là nó trên cái thân đá này á thì nó có những cái khắc, là do là cái quá trình tự nhiên tạo hóa như nào á mình không biết, thì nó có cái khắc là nó có hai khắc lận. Thì khi mà nó lật đổ xuống á là nó sẽ xích làm ba đoạn, tức là có hai đoạn, 2/3 khối đá này là chìm xuống biển luôn. Hiện nay chúng ta không thấy, và khi chúng ta đi thuyền ngồi gần chỗ đó đó thì chúng ta thấy được phần chân của hòn đá khi mà nó lật ngang đó, nó sẽ dựa lại là còn phần chân cũng lớn. Thì sau khi đo và tính lượng mét khối, tổng hòn đá là 33.6 m, cân nặng thì tính là theo lượng mét khối là nó khoảng 1500 tấn là hòn đá bị đổ. Dạ, cảm ơn. Okay. À, như vậy thì theo cái truyền thuyết của anh vừa kể á, thì không phải là hai cái hòn đá giống hình người cha là người con mà người ta đặt là hòn phụ tử của, mà tại vì cái truyền thuyết là để nhớ ơn lại cái người đã đến đây tiên. Dạ không, mới ăn rồi no quá anh con, cái thờ đói ủng hộ con ăn hết nổi rồi hết chủ phủ. Đây này có khách đông ở đâu quý vị? Cô ơi, dùng mở hàng đến ngày cái với cô. Dạ không ạ. Dùng mở hàng đó cô. Thôi đi nè. Bây giờ mình tham quan rồi, làm đi lại chung ăn. Thôi. Mà cái thuyền này thì người ta đang sửa cô. Chắc này mình tiếp tục nha quý vị, quay trở lại, mình đi tới đây cuối đường rồi quay trở lại, mình đi điểm khác nữa. Đi hai hàng. Ủa sao lần nào cô cũng sắp đổ hết trơn. Thì mình chứ không, con chỗ không nổi. Bỏ. Dán đầu là cô với chị Tư. Chị Ba. Nón mượn rồi. Thiệt đậu vậy. Em có áo khoác rồi. Đó. Chị Bảy nè, chị Tám nè, bé Vi nè, chú nè, cuối cùng là siêu đầu ít đi cuối cùng nha. Đây là đặt mì nhiều lắm á. Ồ, còn ai nữa? Ờ, còn anh Sáu Bình. Sao lần nào anh Sáu không đi sao chứ anh ta? Cái này ta đi du lịch đông lại nè quý vị, dắt mình vô hồi nãy là không có người dán tanh nè.
ăn uống thì ngồi bên với cô ấy. Hả? Mô uống hết rồi thì sao? Mình dưới mình là hai đứa con của mình ha. Phải tính với cái thiệt. Đây có hải sản nè. Tôm tích. Dạ. Đây có bún cháo nè, cơm gì nè. Thì ở đây bên này ngoài này là cảnh biển nha quý vị, cực kỳ đẹp luôn, quá đẹp. Ngoài có núi nè, đây là cặp mé biển, đây bờ cát. Ta dựng lan can ở đây khu vực này hết ha, đi an toàn, rất là an toàn luôn. Bình quán có bánh lọt xem xa, rong biển, bánh xèo, rất rửa, nướng hàu, nướng cá, nướng bạc, dây bạc. Ở đây tiếp tục là hải sản, có xương sáo, bánh lọt, xương xa rồi hết nè. Có ăn uống gì ghé ống nội chị ơi? Có hàng ăn uống rồi quý vị. Em nước cô ơi. Còn cô uống gì trời gom gom để lại đi về có còn lại là cô rồi. Đây có khô nè, cơm nè, bên kia nè. Không có mèo nè. Ok, có tôm khô, mực khô nè, hạt tiêu nè. Ở đây là hết rồi. Đi ra cái này chùa hang, mình mới vừa đi ngang cái chùa hang. Xe nó vô đây có đồ chơi nó nè quý vị. Có cá sấu nè chị Bảy, ăn thịt không mua về ăn. Cá sấu để chân đẹp. Cá sấu có khủng long nữa nè. Dạ. Tiêu hiện tại em lấy là 10.5. Ở đây 10.000. Thôi nấu cơm nó chẳng rẻ, mua vậy đó. Rẻ không có 5.000 à. Thôi sách mệt không. Có cái mình trái giá mà tiêu là tiêu Phú Quốc học rồi nha, tiêu Phú Quốc. Cả này ký tiêu bán lâu lắm chị Tư. Đi về không? Nghe hiệu rồi cô ơi, có nặng đâu. Đồ quá trời mà lửa thì thắng nặng chứ. Hả? Con muốn gì? Nói vô xe chạy nha con. Có anh Sáu nè, anh Sáu là thấy sách quay mệt quá, sách cái cục pin. Anh Sáu quay vậy là chất lượng không gián đoạn được nha. Đồ chơi. Đồ chơi quá chừng đồ chơi luôn nè. Mẹ này mẹ dưỡng ở đây á cô, mẹ dưỡng ở đây ngon lắm mấy mẹ. Một bà khía khô ấm buốt. Ở đây đồ chơi quá chị luôn, có con voi nè, con bò. Chắc ở đông khách người ta mới bán khu này, dán khách bán con khu cũng không nhiều lắm ha. Không
Đây đâu rồi? Ủa rồi không bé rồi mấy cưng ơi. Cô đi hồi cô cũng hồi trước mà nói sao nữa chú ơi. Dạ. Cô đi nhanh quá dẫn đầu không à. Bay cái dụng anh lẹ. Còn mình đâu vậy à, sao còn mấy người nữa. Không gặp ha. Đây. Cảnh đẹp ghê chưa. Ủa sao anh Sáu đi sao nữa rồi? Cái lưng con nè mà ông đổ vô nó đau nó bị cái xuống vậy. Ủa, ngõ này nè người bán gần ngon nó bớt sao bớt được nhiều cân cái chảo này bán mười mấy ký ngày thôi thì chị nhà dặn ít lại bán gì mình bán mà mình bán nhiều mắm phải mình bán nghề thế tới sẽ bây giờ bán thì chị vô là một trăm mấy ký nè. Chị ngã qua bàn cái điểm bao nhiêu đâu có làm gì mà mấy ký giờ chị giảm lại chị bỏ mà ít lại chị đâu làm có cái gì mà có thù có nhiều hơn làm đâu ngày cái tay chân nó mốt tiếu lên đầu nó chi tấm cái con đạo lắm à con đạo lắm à nghĩ mà nghĩ mà được cứ nhà phải làm tiếp con nào không đâu kệ giờ cho mới đưa nhỏ nó kiếm không thể bán cháy đó đâu đó làm gì mà bữa nay bác nó bán nhà đó mình lo nó làm bút xịt vừa bút trả mà vừa bán nó con mấy này thu cá nhiều quá trời qua bán mặt chết luôn á làm cái ra đi chơi về mặt đóng nổi bán cái sạc à cái sạc cái sạc bông à cái chà cái lá cái linh à cái linh có nè cái lóc cái gu cái rô à chả chị làm ra thành chả trời ơi giai đoạn lắm nhiều giai đoạn lắm rồi da rồi não rồi xây rồi nhờ chứ hồ cái dễ ăn đâu cái chả cô có đi hay nhậu tiền xuông phải mẻ chung với lẩu mau ghê cô chị Tư là đi đôi được hai người đi trang vậy đó bên ba bá Tư cũng mẻ ghê tại mình đang khớp chứ giờ đâu khớp nó không mẻ luôn cái tha giờ chứ đỡ rồi nghe đỡ đỡ rồi nghe cái hai đứa thứ ba đó hả em ăn hai chân hả đâu để dành phòng ngừa dạ trong nhà con hấp như được mà xanh một hộp đây 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 đâu có phòng ngừa gì chứ đây là cha làm mát bỏ làm gì đấy nè để phòng ngừa cha làm mát rồi thứ cha làm lăn nó trúng tại đây mà làm chị dâu mà đại lo con gửi vô cho đó tha cũng bỏ nó giảm đau thôi ra là che thà thà cái da đi khắp cái da bị đau sòng sau nữa đó lát được rồi lát đây được rồi rồi ăn uống cái này chúng ta biết chú không đã biết không chú không biết đâu biết cam cà phê nước ngọt đi dưới lên chị tính ghé lại như vậy tính mua mía cho em uống mày không biết không biết mua mía cho chị thắng rồi đây nha thắng rồi đó mà uống thuốc nhất nhiều quá uống nhiều ghê lắm để nói cho nghe thì mình mua kêu mua thuốc tây kêu nó bán cái thuốc tây rồi lợi cho bảo vệ bào tử dạ bào tử nữa dạ cái đó nó đỡ cho bào tử thì từ từ thôi đừng đi nhanh đây là ông bộ được rồi là con đi nước tôi rút nè ai tôi đi nước anh mang sao sáng nay ngày nào tôi cũng đi cỡ mang sao bạn nghĩ con thôi chứ một tiếng hồ một tiếng hồ đi xa lắm mà chú nha một tiếng hồ bạn đi bạn về một tiếng hồ nha ngày nào cũng đi ở đúng mà tên nói đi buổi chiều tốt hơn buổi sáng tên nói buổi chiều 5 giờ đi chỗ đó tôi thích chơi là buổi sáng buổi chiều thì nó hơi nóng ha
đi tập thể dục cái gì từ 8 giờ cho tới 3 giờ nó nắng được dữ lắm. Thôi nó đâu nó nắng đâu. Cháy ra luôn. Đúng chuyện nắng đó. Bữa nào chị cũng nó nắng cái gì mới đã nắng tội sao bữa nay giờ mặt nó quỷ cái sao. Nắng chân mặt nữa. Bán ngoài mà có ta cục còn lấy đầu cũng không tới 12 giờ. Rồi giờ nó nắng đó. Đi lên trên kia không có gì chân ha. Làm cái thầy có mình đi lên gai nè. Đi đâu nữa? Đi đâu chị Tư với cô đi trước. Sao cũng đi đi đầu chân thôi, mình thấy gì cũng có. Đi đầu không cuối cùng. YouTube quay sao ba ông mà hai người đi đầu tiên kìa, nhìn sau lưng kìa. Đặt bánh thương lắm. Nói đây thì đi bộ là hay nhất rồi. Là đám cứ quay hơi hai ông chạy lãng bước quay cho đến vài cảnh. Đẹp bước hết trơn cảnh đây. Cô ơi, con có bụng đó cô. Chị Lào nãy bỏ đâu? Nó lên nào đi vậy? Nó bụng. Nó bụng. Cái đồ sách đi con tiêu rồi, ăn trôi. Đâu đâu vậy? Nãy không biết đi đâu. Ủa, còn hai đứa nó đi đâu mất tiêu vậy? Ủa, sáng đẹp nó đi đâu vậy? Trời ơi, anh Tám cũng lựa chỗ ngồi quá. Ngồi giữa trung tâm thành phố à. Ngồi giữa không có phần ngoài đó cô. Ừ đây, đi viết đi, ngồi đây chi quà. Rồi, cô dặn đi vậy. Hết chỗ ngồi, ngồi ngay giữa à. Đốt mời cây này cây gì? Cây gì em sao? Thúc lốt phải không? Thúc lốt hả? Thúc nốt. Đi kiếm là chị ba ơi, chạy vợ coi. Rồi mình lét này mình đi ra xe nha quý vị. Đi ra xe. Ra xe ra. Để có thời gian nên là đi. Có một cái hầm lầm nha. Có 25 thôi. Chút chó có đậu bển mà đậu bển á. Đậu bển á. Dược hàng rau cắm. Đoàn của mình đây, dắt này bao nhiêu người. Đi gãi gác. Ở sau còn mấy YouTuber nữa, chị ba đi tuốt sao luôn. Mình nữa. Trời dắt này xanh ngắt luôn quý vị. Cái gì chị ba? Để cho quần uống nó ngon đó. Mở bút ra cái đó cái gì á. Chú có dọn cái đường hít hết không? Tao không có dọn đi đường hít hết lắm. Ai đi vệ sinh không? Vệ sinh này đi nói tiện không? Hả? Đó, vệ sinh mở cửa hả vậy? Kiếm ông tài xế xuống. Rồi để con điện ông tài xế. Rồi ai ăn uống gì cầm theo hay là bỏ lại hết. Mũi nai nha quý vị, mình đến mũi nai rồi nè, chuẩn bị ra tắm biển. Đang uống gì hả? Ai ai tắm thì cầm đồ không tắm cầm cái đó này ai đội thì cầm đội nước uống rồi cầm nước uống cái mắt kính bỏ đây đi con chụp hình mà bỏ mà
Sống lỏ lỏ. Hả? Lấy gì cơ? Câu không con sĩ à? Có đi đâu không? Hả? Bữa ra khỏi xe là nóng rồi. Nóng rồi, xuống đây nóng rồi. Nó lùng bùng hai cái lỗ tai á, nó gù cái lỗ tai. Rồi xuống mũi này. Đi ra ngày dài nè. À, đi ra bãi tắm ra đã tính ha. Đi ra bãi biển ra đi. Đi ra bãi biển đi. Đi đường nào ra? Biển đi ra đây quá. Thay đồ hả? Mình ra bãi biển nha quý vị. Đây có dịch vụ ăn uống quán nè. Rồi không bỏ đôi dép ngoài xe xách theo rồi sao? Ra bãi ra ngoài ngày tắm. Đây buổi nay.